Xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay Điện Máy Gia Kho sẽ giới thiệu tới anh chị em một mã máy sấy thông hơi đến từ thương hiệu Electrolux. Đây là chiếc EDV804H3WC, một model mới 2024 nha. Thì trước mặt anh chị em đây là toàn bộ sản phẩm vừa rồi thì em khui hộp. Đây là khu vực chúng ta sẽ tùy chọn các chế độ sấy nha. Và đây chúng ta có thể tùy chỉnh được mức sấy nha. Và thời gian, khu vực hiển thị đèn led. Máy sẽ được bảo hành động cơ motor là 10 năm nhé. Và bảo hành chính hãng tại nhà là 2 năm theo cơ chế của hãng. Đây là khu vực vòng lồng đây, rất là rộng nha. Đó, đây là khu vực hút cận bảng. Thì máy sấy thông hơi thì hoạt động rất là đơn giản thôi, không có gì để mà nó hỏng nhà. Thực sự là như vậy, rất ít khi máy sấy thông hơi mình gặp trục trặc sự cố gì. Bởi vì là nó hoạt động trên nguyên lý rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Anh chị em quan tâm đến các sản phẩm máy sấy thông hơi của Elec hoặc các sản phẩm điện máy thiết bị nhà bếp, liên hệ trực tiếp Điện Máy Gia Kho nha. Bên em sẽ giao nắp miễn phí tận nơi nha, thành toán tận nơi tại nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em qua các sản phẩm lần sau nha. Xin cảm ơn.